Đẹp quá. Đây, nước đây. Anh Bách, rốt cuộc anh đi đâu vậy? Em làm mọi cách mà không tìm được anh. Anh biết em lo lắm không? Anh đang ở đâu? Nói cho em biết đi. Thành à, em bình tĩnh nghe anh nói nè. Hiện giờ anh đã an toàn, nhưng anh cần một số tiền lớn để chuộc anh ra. Em đừng có manh động, đừng báo công an nha. Cũng không được để ai biết hết. Bây giờ âm thầm gom tiền, nếu không anh sẽ bị giết. Em biết rồi, em biết rồi. Em sẽ làm theo lời của anh. Bây giờ em tới nhà hàng, dọn bếp, đến cái chỗ mà để gia vị đó, có một cái túi màu đen. Là tiền hả? Đúng vậy. Còn có một thứ quan trọng, đó chính là thứ cứu mạng anh lúc này. Được rồi, được rồi. Nhưng mà em tìm đến đâu để gặp anh đây? Thành, uống nước vậy đủ rồi. Tính đi đâu vậy? Em đi qua nhà hàng một chút. Lâu rồi em không có qua bển. Không đi đâu hết. Chú Tư mới chết, nhà mình liên tiếp gặp nhiều chuyện xui. Chị không muốn có thêm bất cứ chuyện gì nữa. Em đi rồi về liền. Chị nói là không đi đâu hết. Tại sao tự nhiên em đòi tới đó? Không phải một hai lẽ muốn nghỉ bán rồi sao? Không được, không được cho chị hai biết anh Bách gọi cho mình. Phải tìm cách nói dối thôi. Tại sao hả? Do em nhớ anh Bách, muốn qua bển tìm hơi ấm của ảnh thôi. Chị không cho thì thôi. Em, vì cuộc đời là niềm tin khát khao, vì cuộc đời còn gian khó thăng trầm, ta vươn cao đôi tay ta thét vang, hey ho hey ho hey.